Xin chào quý vị các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu đến quý vị các bạn cách xử lý giá gài dệt lên giấy vệ sinh bị bung. Quý vị các bạn, nguyên nhân phổ biến dẫn đến giá gài giấy vệ sinh bị bung là do bị bung ốc vít bắt và gã giá gài vào tường. Để khắc phục sự cố này, ta cần bắt lại giấy ốc vít và bắt gá dài. Thưa quý vị các bạn, tôi vừa trình bày xong với quý vị các bạn cách xử lý giá gài giấy vệ sinh bị bung.